Việt Nam công bố ghi nhận 17.000 ca mắc mới, 240 ca tử vong trong vòng 24 giờ. CDC Con Tum đã mua hơn 14.000 kit test của công ty Việt Á. Số ca mắc Covid-19 tại Cao Bằng liên tiếp lập đỉnh mới. Hà Nội bỏ cách ly tập trung khách nhập cảnh từ nước có chủng Omicron. 5 triệu chứng của người mắc Omicron xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi nhiễm. Toàn thế giới vượt 285 triệu ca mắc, 5,4 triệu ca tử vong vì Covid-19. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của Bản tin Sức Khỏe cập nhật sáng ngày 31 tháng 12. Quý vị, tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 12 đến 16 giờ ngày 30 tháng 12, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận 17.000 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.107 ca so với ngày trước đó, tại 61 tỉnh thành phố với 11.404 ca nhiễm trong cộng đồng, 240 ca tử vong. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội và Cà Mau.

Ninh Thuận 57, Long An 53, Thái Nguyên 50, Hòa Bình 47, Bắc Giang 46, Lào Cai 44, Tuyên Quang 21, Điện Biên 17, Yên Bái 14, Quảng Bình 13, Lai Châu 4 và Bắc Cạn 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã công bố ghi nhận 1 triệu 713.774 ca nhiễm, trong đó có 1 triệu 336.644 ca đã khỏi bệnh. 345.018 ca đang phải điều trị và 32.168 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. CDC Con Tum mua hơn 14.000 test của công ty Việt Á. Thưa quý vị, vào tối ngày 30 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Con Tum CDC đã có báo cáo nhanh tình hình mua sinh phẩm xét nghiệm test COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á theo đó, trong năm 2021, CDC Con Tum đã mua 3 gói thầu sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với số lượng là 14.352 test. Tổng giá trị mua sắm là trên 6,8 tỷ đồng. Trong đó, mua bằng nguồn ngân sách được cấp là hơn 4,28 tỷ đồng và từ nguồn thu của đơn vị là hơn 2,5 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 5 năm 2021, CDC Con Tum đã mua 6.000 test với mức giá là 509.250 đồng một test đến tháng 8 năm 2021, đơn vị này tiếp tục mua hơn 7.000 test với mức giá 470.000 đồng một test. Tháng 10 năm 2021, tiếp tục mua hơn 1.300 test với mức giá là 367.500 đồng một test. CDC Con Tum giải thích, đơn vị có một hệ thống máy real-time RT-PCR được cấp từ năm 2009. Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống máy đã cũ. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, CDC Con Tum được Viện Vệ sinh Dịch tế Tây Nguyên tổ chức đánh giá xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp kỹ thuật sinh học phân tử trên máy Real PCR hiện có. Viện Vệ sinh Dịch tế Tây Nguyên cũng đã gửi công văn cho CDC Con Tum đánh giá phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Kết quả đánh giá phù hợp với kit trần đoán của công ty Việt Á. Do vậy, CDC Con Tum đã quyết định mua các gói thầu của công ty Việt Á. Đến tháng 9 năm 2021, Sở Y tế Con Tum đã phân bổ cho CDC Con Tum một máy real-time PCR mới. Từ đó CDC Con Tum đã liên hệ tìm hiểu các dòng sinh phẩm khác ngoài sinh phẩm của công ty Việt Á sản xuất để chạy thử trên máy mới. Sau thời gian thử nghiệm có sự phù hợp với sinh phẩm khác, CDC Con Tum đã chuyển sang sử dụng các loại sinh phẩm của các đơn vị khác cung cấp có giá bán thấp hơn. Theo đó, CDC Con Tum khẳng định khi tổ chức mua sắm, đơn vị đã tham khảo giá được bộ y tế công khai, tham khảo báo giá doanh nghiệp, tham khảo giá của các hợp đồng tương tự có mặt hàng được cung cấp tại các thời điểm. Việc mua sắm sinh phẩm đều được tuân thủ theo các quy định hiện hành, bảo đảm giá mua theo từng thời điểm mua sắm, đối với các gói thầu và chưa thấy dấu hiệu vi phạm trong mua sắm chỉ định thầu. Chuyển sang một diễn biến khác. Số ca mắc Covid-19 tại Cao Bằng liên tiếp lập đỉnh mới. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, khiến cho số ca mắc mới liên tục gia tăng và lập nhiều đỉnh mới. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống bệnh tật Cao Bằng, trong ngày 30 tháng 12, tỉnh phát hiện 55 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID lên thành 548 người. Phức tạp nhất là các ổ dịch tại thành phố Cao Bằng, xã Đàm Thủy, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tại thành phố Cao Bằng, trong ngày 30 tháng 12 đã phát hiện 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 15 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại trường tiểu học Hợp Giang. Trước đó, thành phố Cao Bằng vừa phát hiện một ổ dịch liên quan đến rất nhiều người cùng đi hát karaoke tại phường Đề Thám. Sau sự cố này, tất cả các quán karaoke và nhiều nhà hàng tại phường Đề Thám đã phải đóng cửa. Tại ổ dịch thị trấn Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, tình hình vẫn đang phức tạp khi trong ngày 30 tháng 12 phát hiện 13 trường hợp dương tính. Ổ dịch này bùng phát từ ngày 23 tháng 12 lan vào trường tiểu học thị trấn Trà Lĩnh, khiến nhiều học sinh bị lây nhiễm và kéo dài đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Chuyển sang một diễn biến khác. Hà Nội bỏ cách ly tập trung khách nhập cảnh từ nước có chủng Omicron. Tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải vào chiều 30 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đã quyết định hủy văn bản số 310 về cách ly hành khách từ nước có chủng Omicron. Tại văn bản số 310 ban hành ngày 27 tháng 12, Hà Nội đã yêu cầu kiểm dịch y tế, kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm, ra soát hành khách nhập cảnh từ quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng Omicron. Hành khách đến từ những nơi này phải cách ly tập trung, bất kể đã tiêm đủ mũi hay từng mắc COVID-19. Trong văn bản gửi chính phủ ngày 29 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng để nối lại chuyến bay quốc tế, cần phải dỡ bỏ quy định cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Theo đó, quyết định của thành phố Hà Nội sẽ là rào cản kỹ thuật, khiến việc thực hiện các chuyến bay thường lệ quốc tế không khả thi. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế. Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh sẽ phải cách ly tại nhà 3 ngày người tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày. Việt Nam đã lên kế hoạch kết nối với 9 thị trường trong giai đoạn thí điểm khôi phục chuyến bay quốc tế kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, và cả 9 thị trường này đều đã xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron. Cho đến nay, 5 thị trường bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan đã cơ bản thống nhất kế hoạch bay của Việt Nam. Dựa theo kết quả đàm phán, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng hàng không mở lại đường bay đến các thị trường này. Tiếp theo chương trình là một cập nhật đáng chú ý. 5 triệu chứng của người nhiễm chủng Omicron xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi nhiễm. Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Phi, các nhà nghiên cứu đã ngày càng tìm hiểu nhiều hơn về nó. Ngoài việc tìm hiểu về tốc độ lây lan của biến thể Omicron, họ cũng tìm hiểu thêm về các triệu chứng và các triệu chứng của người nhiễm Omicron khá khác so với các triệu chứng của các chủng COVID-19 trước đây, với các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với chủng Delta. Hiện tại, theo nghiên cứu về triệu chứng COVID-19 của anh Joe, có thể có 5 triệu chứng xuất hiện chỉ trong 48 giờ sau khi nhiễm bệnh. 5 triệu chứng này bao gồm Thứ nhất, khô họng hoặc ngứa cổ họng Thứ hai, đau đầu Thứ ba, mệt mỏi Thứ tư, sổ mũi Và thứ năm, hát hơi theo Quest chảy nước mũi, đau họng và đau đầu được ghi nhận là những triệu chứng đầu tiên mà một số người nhiễm chủng Omicron cảm thấy. Giáo sư Spector nói rằng, đối với hầu hết mọi người, khi nhiễm Omicron sẽ cảm thấy giống như cảm lạnh thông thường, bắt đầu với việc đau họng, chảy nước mũi và đau đầu. Hiện đang là thời điểm giữa mùa lạnh, vì vậy mọi người cũng rất dễ bị cảm lạnh. Các triệu chứng tương tự khiến người bệnh rất khó để nhận biết là mình bị cảm lạnh hay là nhiễm Omicron. Vì vậy, giáo sư Tim Spector, người phụ trách nghiên cứu Joe, lưu ý, nếu gặp các triệu chứng giống như cảm lạnh, nên làm xét nghiệm COVID-19 để chắc chắn. Một triệu chứng phổ biến khác được Joe tiết lộ chính là nghẹt mũi. Nhưng tiến sĩ Angelique Cordier, người đầu tiên đưa ra cảnh báo về biến thể mới ở Nam Phi, cũng cảnh báo rằng một số triệu chứng như đau đầu và đau cơ cũng có thể cảm thấy dữ dội hơn, đặc biệt là ở những người chưa tiêm phòng những người đã tiêm hai liều vaccine COVID có thể gặp các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Biến thể mới này có khả năng lây truyền cao hơn cả biến thể Delta, vốn đã có khả năng lây truyền rất cao. Tuy nhiên, theo nhận định của nhóm World Online cho biết, tất cả bằng chứng hiện có đã chỉ ra rằng liều vaccine thứ ba sẽ bảo vệ để chống lại sự lây nhiễm với biến thể Omicron. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 285,1 triệu ca mắc Covid-19 và 5,4 triệu ca tử vong. Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới với sự lây lan mạnh của biến thể Omicron. Số liệu thống kê mới nhất của hãng tin AFP của Pháp cho thấy Số ca mắc mới COVID hàng ngày trên toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu người kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm. Theo đó, trên 7,3 triệu ca nhiễm mới đã được phát hiện trên khắp thế giới trong vòng 7 ngày qua. Trung bình 1.045.000 ca nhiễm một ngày. Với sự tăng vọt số ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron, hơn 85% các ca nhiễm mới xảy ra ở hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Omicron, bao gồm châu Âu với 4 triệu 022.000 ca mắc mới trong vòng 7 ngày qua, tăng 36% so với tuần trước, và Mỹ, Canada với 2 triệu 264.000 ca trong cùng giai đoạn, tăng 83%. Trong khi đó, châu Á ghi nhận 268.000 ca mắc mới, giảm 12% so với tuần trước. Tỷ lệ tử vong vì COVID trên toàn thế giới cũng tiếp tục giảm trong 3 tuần liên tiếp, với 6.400 ca được ghi nhận trong tuần vừa qua, giảm 6% so với tuần trước. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với 54.656.866 ca mắc và 844.272 ca tử vong. Do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron, số ca mắc mới COVID trung bình mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục với 258.312 ca. Đặc biệt, số ca mắc mới COVID hàng ngày ở bang New York đã tăng vọt với 67.090 ca được ghi nhận trong ngày 29 tháng 12. Chỉ riêng thành phố New York đã có thêm 39.591 ca mắc mới trong cùng ngày. Số ca mắc mới COVID-19 tại Canada cũng lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca trong ngày 29 tháng 12. Theo đó, với 23.585 ca mắc mới được phát hiện, tổng số ca mắc COVID ở quốc gia Bắc Mỹ này hiện là 2 triệu 094.042 ca, trong đó có 30.231 người tử vong. Số ca mắc COVID theo ngày ở Canada liên tục lập mốc cao kỷ lục trong những ngày gần đây, trong bối cảnh siêu biến thể Omicron lây lan mạnh. Argentina ghi nhận con số đáng báo động về dịch bệnh COVID với 42.032 ca mắc mới trong ngày 29 tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 5. Cho đến nay, đất nước với 45 triệu dân này có trên 5,55 triệu ca mắc COVID-19 và 117.111 ca tử vong. Giới chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID ở nước này hiện ở mức rất cao, đặc biệt ở vùng thủ đô Buenos Aires. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 31 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại